Vâng, và tối nay em xin giới thiệu các bác con súp BMB bát 25 ốp gầm. Ở phân khúc giá thì nó gọi là vô đối, các bác đánh những phòng mà bát 30 đổ lại nha. Đánh rất là hay, tiếng bát cực kỳ chắc khỏe, không khác gì những dòng SV Dub của Yamaha cả, nhưng mà giá rất là tốt. BMB của Nhật Bản, bát 25 ốp gầm. Những con này thì em cũng luôn tìm hàng về phục vụ các bác. Tìm được này về được một con, bác nào lấy thì alo nha. Giá 6.300.000 bao gồm phí ship và có kèm theo bộ dây 3m để các bác sử dụng kém phía sau con súp nha. Lo đẹp xuất sắc nha các bác. Bác nào mình đang chơi lo BMB thì cần một con súp thì hãy bê luôn con BMB này cho nó hợp gu luôn. Đặc trưng của dòng súp ốp gầm này thì tiếng bát rất là mạnh và chắc, khuôn thành sắc cạnh, vân thì vân gỗ đen nha các bác, như những dòng mà Rebeller. Lo đẹp xuất sắc nha. Giá 6.300.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Hay là phía sau BMB SVW 800 BB Corp da băng, được tiếng hiệu đầu vào, volume chỉnh lớn nhỏ của súp và của server, phần tản nhiệt, tất cả tem cờ còn nguyên nha. Bác nào chốt con súp này thì alo cho em. Một con duy nhất nha các bác. Các bác vừa nghi vừa hát, đối với phòng karaoke khoảng 30 mét vuông có lại thì các bác chơi con này rất là tầm tiền nha. Đầu tư ít nhưng mà được lợi rất là nhiều, quấn rất là hay. Logo còn rất là sáng nha. Rồi thì video đến đây là kết thúc. Có kèm theo bộ dây 3m cho các bác kết cắm nối nha. Tất cả sản phẩm là bảo hành nguyên zin và loa chất bãi về. Giá 6.300.000. Các bác sở hữu một con súp đến từ thương hiệu BMB danh tiếng, liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại này nha để chốt sản phẩm nha các bác. Các bác chiến không đủ thì em bớt 200, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên nha các bác. Các bác có thể kết bạn Zalo qua số này nha, 0965 77027 nha.